Mình review cho quý vị các bạn xem. Đây là đồ sứ cao cấp, gốc là của Bát Tràng, và hiện nay đang bán tại cửa hàng của nhà cô em ở tại đầu cổ chùa xã Châu Kỵ. Mình review cho quý vị các bạn là đây là cái lọ này, lọ hút tài lộc. Nhà nào mà có cái lọ hút lộc này đặt đúng vị trí của cung tài lộc của từng tuổi này thì cực kỳ là lọc vào như nước, đẹp không? Đây là vẽ hàng thủ công chứ không phải là đề can đâu, hoàn toàn vẽ bằng thủ công bằng tay đấy, từng nét bút một đấy. Đây là chiếc lọ thứ hai này. Lọ này đặt vào cung tài lộc thì người ta gọi là thuận buồm xuôi gió, tức là đặt vào vị trí đúng cung tài lộc của nhà mình thì hết ý, của bản mệnh, hoặc đặt trên bàn thờ cũng được, nhưng phải đặt đúng vào vị trí của cung tài lộc của một ngôi nhà hoặc của một căn phòng thì lộc mới vào mạnh được. Mà trong lọ bỏ có mấy thứ nữa vào trong nữa thì mới là tuyệt đỉnh. Độ nét của lọ này là nét từng centimet, từng micron, hoàn toàn là vẽ tay đấy. Vẽ tay thì nó mới đắt, thì nếu dán đề can hoặc là khuôn mẫu thì nó lại là rẻ. Đây hoàn toàn là đất xương trong đấy, vẽ tay toàn bộ men cao cấp. Và đây là chiếc lọ thứ ba, đây gọi là lọ mã đáo thành công. Thì thường thường là chiếc lọ này thì thường thường là người ta hay đặt ở vào vị trí của bên Bạch Hổ. Khi còn đang công tác thì người ta sẽ đặt ngựa quay đầu ra, còn khi về hưu rồi thì là người ta sẽ quay đầu ngựa vào, đẹp không? Các bạn thấy tuyệt đỉnh không? Nét đẹp này mà. Đây là chiếc lọ này là men ngọc trắng tinh này, cũng mang ý nghĩa của chiếc lọ này là trên bến dưới thuyền thuận buồm xuôi gió này. Những cánh thuyền buồm cực nét luôn, vẽ tay hết đấy các bạn ạ, thấy đẹp không? Thuyền thì cũng quay đầu vào nhá. Lọ hút tài lộc này thì mang tính chất nó là màu xanh nên, nhưng mà nó có hổ, nó có ông hổ đây. Thì như vậy đi, là người ta gọi là thường thường là người ta đặt ở vị trí của ngũ dinh, tức là người ta hay đặt ở vị trí của ban hạ ban ở trong các đền điện miếu phủ thì họ hay đặt ở vị trí của ngũ hổ, tức là ban hạ ban, cực kỳ đẹp. Và những người mệnh mộc, những người mệnh hỏa đều chơi cái lọ này thì hợp lý hơn, như các tuổi mậu ngọ, tuổi ngọ chơi thì đẹp hơn.
Ngọ hút tài độc này cũng là mang ý nghĩa là mã đáo thành công. Thì những người làm công chức ấy, muốn đăng quan tiến chức thì họ hay dùng, họ hay chơi ngọ này để tăng vận khí của công danh nó được hiển đạt hơn. Đây là người ta gọi là bát mã. Đấy, song tính bát mã. Ngựa này dành cho, cái nọ này dành cho những người tuổi Dần và tuổi Tuất thì cực kỳ là hợp luôn. Đấy, đặt đúng cung tài lộc, cung thiên lộc của mỗi một bản mệnh của một người thì làm ăn cực kỳ may mắn luôn. Nọ này hút tài lộc thì cũng mang tính chất là thuận buồm xuôi gió. Cái nọ này thì thường thường là dành cho những người mệnh kim thì hợp lý hơn. Mệnh kim, mệnh thổ đều dùng được. Đặt đúng vị trí của cung thiên lộc của bản thân cực kỳ là may mắn và tài lộc của đấy. Mình sẽ quay cho quý vị các bạn lọ này hơi to này. Lọ màu đỏ này mang tính chất là nó là hỏa. Thì như vậy thì cũng là nó tốt cho những người mệnh thổ và những người mệnh mộc. Thì đối với những cái lọ to như thế này, cái lọ này nó tượng trưng cho là mã đáo thành công thì tốt cho những người cầm tinh con ngựa và cầm tinh con tuất. Thì chơi lọ này thì tuyệt đỉnh, người ta gọi mã đáo thành công này. Đấy, quá tuyệt đỉnh luôn. Nhà ai mà có hai cái lọ này mà đặt trên bàn thờ thôi cũng được, thì cực kỳ là vượng khí và hút tài lộc mạnh. Đấy, mã đáo thành công này, nhìn cực đẹp không? Thấy không? Để quay được hết thì mình sẽ hẹn quý vị các bạn ở trong chương trình phần 2 nhé. Phần 2 thì mình sẽ quay hết tổng quát cho quý vị các bạn. Phần 1 thì tạm dừng đến đây. Hẹn quý vị và các bạn phần 2 nhé.